Xin chào các bạn. Xin chào mừng các bạn đến với chuyên mục đọc sách hay bạn. Và hôm nay mình tiếp tục gửi đến các bạn những điều tiếp theo của cuốn sách Mẹ Nhật nuôi con nhàn tênh. Điều số 16. Tại sao mẹ phải cố công để nấu đồ ăn dặm cho bé? Ở các cửa hàng bán sản phẩm dành cho trẻ em bày bán rất nhiều bộ sản phẩm dùng để chế biến thức ăn cho trẻ rất xinh, như chày nghiền thức ăn, dây lưới thức ăn, dụng cụ mài nhỏ. Có một số bé có con nhỏ tầm 2-3 tuổi than rằng: tôi đã từng ghét nhất là chuẩn bị thức ăn dặm cho con. Bạn đầu tư công sức vào việc chế biến thức ăn dặm cho bé từ khi bé được bao nhiêu tháng? Ngày xưa, các bà mẹ thường nhai nhỏ thức ăn rồi mớm cho con. Nếu bé chưa mọc răng, có lẽ mẹ cũng không cần phải lo lắng về các vấn đề như sâu răng hay bệnh nha chứ. Trong nước bọt của mẹ thực ra có chứa các chất kháng thể giống như kháng thể tồn tại trong sữa mẹ. Các kháng thể này có chức năng quan trọng là để bảo vệ cơ thể khỏi các nguồn gây bệnh. Mớm thức ăn cho bé, đã nhai cho bé cũng là cách truyền các kháng thể này cho con. Lưu ý không áp dụng cách này để cho bé uống kháng sinh hay khi mẹ mắc bệnh truyền nhiễm. Vẫn có ý kiến cho rằng thức ăn của người lớn không giúp bé ngăn chặn được các chứng dị ứng. Thực tế hiện nay, số trẻ nhỏ mắc các chứng dị ứng đang tăng dần. Tuy nhiên, nếu mẹ cứ mãi suy nghĩ cái này không ăn được, cái kia không ăn được đâu, thì bé sẽ không thể nào sống sót được nếu rơi vào những tình huống khẩn cấp. Việc mẹ giúp bé làm quen dần từng chút để giảm thiểu các chứng dị ứng cũng chính là cách để nâng cao năng lực sinh tồn. Điều 17. Tập cho con thói quen nhai nhai, ực ực, a a khi ăn dặm. Bé có thể ti mẹ một cách bản năng nhờ sử dụng phản xạ bú nuốt có được ngay từ khi sinh ra. Nhưng bé sẽ không bao giờ biết ăn nhai, nghiền, nuốt nếu bé không được mẹ dạy. Đầu tiên, mẹ cho thức ăn vào miệng rồi nhai nhai. Mẹ hãy chỉ cho bé thấy ngay lúc mẹ nuốt ực ực số thức ăn ấy. Cuối cùng mẹ há miệng to a và chỉ cho bé nhận ra không còn thức ăn ở trong miệng nữa. Tiếp theo, đến lượt của bé, mẹ dùng muỗng cho thức ăn dặm vào miệng, thực hiện động tác nhai, nhai nhai. Sau khi nghe bé nuốt ực thì bé cho miệng, há miệng a và kiểm tra xem còn thức ăn trong miệng bé không. Nếu vẫn còn thức ăn trong miệng, mẹ hay nói cho bé rằng: trong miệng con vẫn còn thức ăn kìa, con nhai nhóp nhép rồi nuốt ực một lần nữa nào. Nếu bạn cho bé ăn thức ăn được xay nhuyễn thì thời gian cho bé ăn sẽ nhanh hơn và bé có thể ăn một lượng thức ăn nhiều hơn. Tuy nhiên, nếu sử dụng cách cho ăn theo kiểu nuốt ép như thế, thức ăn có thể tràn ra miệng và bé chỉ biết nuốt luôn thức ăn mà không chịu nhai. Mẹ hãy cố gắng tập cho bé ăn những thức ăn buộc phải nhai và lặp đi lặp lại động tác nhai nhai, nuốt nuốt, ực, há miệng, a a. Điều số 18. Không cho bé ngủ trước 9 giờ tối cũng không sao. Các sách viết về nuôi dạy trẻ thường khuyên mẹ nên cho trẻ ngủ trước 9 giờ tối, tạo cho trẻ thói quen sinh hoạt điều độ, đi ngủ và thức dậy đúng giờ. Có lẽ vì vậy, tình trạng chung của các gia đình khi các ông bố đi làm 9 giờ tối về nhà là các mẹ thường nháy mắt bảo ông bố: xuyệt xuyệt, con đang ngủ, bố giữ yên lặng nào, và vặn nhỏ âm lượng tivi lại để không đánh thức bọn trẻ dậy. Vì mẹ mất bao nhiêu công mới dỗ cho con mẹ cho con đi vào giấc ngủ. Tôi công nhận cho trẻ ngủ sớm, dậy sớm là tốt. Đến khi bé đi học mẫu giáo hay cấp 1, dù muốn dù không, mẹ vẫn phải tập và duy trì thói con quen cho bé. Trong trường hợp bé ở nhà, chưa đi nhà trẻ thì tôi nghĩ mẹ không nhất thiết phải bắt trẻ đi ngủ trước 9 giờ tối.
bởi các bố. Sau một ngày làm việc mệt mỏi, mệt nhọc trở về nhà, chắc hẳn các bố cũng muốn chơi đùa, trò chuyện một chút với các thiên thần của mình. Có lẽ bản thân bé cũng muốn chơi cùng bố đấy. Nếu bố đi làm về vào 9 giờ tối, mẹ có thể cân nhắc để bé chơi cùng, chuyện trò với bố khoảng 1-2 tiếng. Sau đó hai bố con cùng đi tắm rồi đi ngủ cùng lúc cùng mẹ, lúc 11 giờ cũng không sao. Giấc ngủ đến tự nhiên cũng góp phần trở nên cho bé khỏe mạnh. Vừa rồi mình đã đọc xong đến điều thứ 18 của mẹ Nhật nuôi con nhắn tinh. Xin hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Xin chào!